Vua dứa sữa Mika ở đâu thì đúng giống vậy con. Thật sự là Willow Farm là một trong những cái đơn vị chuyên sản xuất về cây giống và đặc biệt những loại cây có giá trị kinh tế cao. Bên tay Hoàng Anh đây là một cái trái dứa sữa tím Mika hồi nãy quanh cùng với cô chú vừa hái xong, và Hoàng Anh đang đứng kế một cây dứa sữa tím Mika. Đối với Hoàng Anh đây có thể là cây dứa sữa tím Mika đúng giống và gọi là có cái tuổi thọ cao nhất tới bây giờ mà Hoàng Anh biết. Và nếu quý bà con nào biết cây dứa sữa tím Mika nào có tuổi thọ lớn hơn thì Hoàng Anh có thể chia sẻ, thì bà con có thể chia sẻ với Hoàng Anh bằng cách comment bên dưới bà con nhé. Và cây dứa sữa tím Mika thì ăn ngon quá trời ngon rồi. Bà con thấy nè, khi Hoàng Anh ăn là anh chỉ lần lọt vỏ vậy thôi. Và khi mà quanh trà lên mặt của mình thì dứa sữa tím Mika hoàn toàn không để lại bất cứ một cái mủ nào hết. Đồng thời dứa sữa tím Mika còn rất là đặc ruột và nặng ký nữa. Bà con có thể thấy là Hoàng Anh vừa thu hoạch ở đằng kia một cái rổ dứa sữa tím Mika thiệt là ngon. Và một năm như vậy, dứa sữa tím Mika có thể cho chúng ta năng suất rất là cao. Từ nếu mà cây trưởng thành như cây này có thể một vụ là cho 600 trái rồi, rất là tuyệt vời luôn cho một cái vườn dứa sữa tím Mika kinh tế cao. Nhưng mà cái quan trọng là bà con thấy kinh tế cao rồi và bà con muốn trồng dứa sữa tím Mika rồi, nhưng rất là nhiều câu hỏi với bà con đó là: trời ơi, bây giờ trồng dứa sữa tím Mika nhưng mà sợ nó không có đúng giống con ơi. Và câu hỏi này và cái sự lo lắng này của quý bà con chúng ta là nên có nha. Mình thấy điều này là nên có nha. Tại vì vú sữa tím Mika, cái lá của nó cũng không khác gì nhiều so với những cái lá vú sữa khác có trên thị trường. Đặc biệt là không có khác gì nhiều so với vú sữa tím thường và vú sữa tím Ếch Thảo. Nhưng mà chất lượng trái cuối cùng của chúng ta ra nó sẽ khác nhau. Và tin rất là vui là một số quý bà con chúng ta đã làm việc với Hoàng Anh sớm và cũng năm nay thì cũng đã bắt đầu để trái bối và có được những cái trái vú sữa tím Mika ăn cực kỳ ngon. Khi mà quý bà con mà Hoàng Anh đã có dịp cung cấp giống và có trái ăn ngon vậy là đã chia sẻ tiếp cho những cái người bà con mình bên cạnh, và thậm chí quý bà con đó là mở rộng thêm cái diện tích trồng vú sữa tím Mika ở vùng miền Tây cũng có, vùng Tây Nguyên Đắk Lắk cũng có và ngay cả miền Bắc cũng có luôn. Bà con hỏi quanh là bây giờ sao anh, con bán giống thì con phải nói con đúng giống chứ. Nhưng ngày hôm nay thì Hoàng Anh đang đứng tại cây vú sữa Mika đầu dòng của mình, được Sở Nông nghiệp tỉnh Bến Tre cấp giấy chứng nhận, và bà con cũng có thể thấy là quanh cũng đem chính những cây vú sữa tím Mika mình lấy từ những nhánh cây bố mẹ như thế này đem ra để bắt đầu là trồng cây đó bà con nhé. Trồng cây, bà con sẽ hỏi Hoàng Anh là: ủa sao trồng cây gì khích dữ vậy con? Tại vì á là bà con cũng biết là vú sữa là nó có cái nguồn lực phong thủy rất là tốt, nên khi Hoàng Anh trồng á là Hoàng Anh không trồng sẽ rất là khích như thế này, và khi mà nó vấp giáp tàn vào nhau Hoàng Anh sẽ bứng nó lên để làm cây lỡ, để mà Hoàng Anh chia sẻ giao lưu với một số quý bà con nào mà thích trồng sinh thái, thích trồng phong thủy nha. Tuyệt vời. Cây vú sữa Mika này hiện tại bây giờ đang hết trái rồi, chuẩn bị là cô chú với Hồng Anh sẽ là con tàn lại và làm vào mùa vụ mới. Vú sữa tím Mika nó cứ ra trái liên tục như vậy bà con. Bây giờ tầm khoảng 3 tháng nữa đó có bông, và tầm khoảng 3 tháng nữa là tháng mấy anh ghi ha? 3 tháng nữa này tháng tháng 4. Tháng 4 là tầm khoảng tháng cộng thêm tầm khoảng 3 tháng, nhà thợ cỡ tháng 7. Tháng 7, tháng 8 là mình có một cái lứa trái ha bà con nhé. Sau đó chúng ta nghỉ vụ rồi chúng ta tiếp tục, chúng ta làm cái vụ tiếp theo. Rất là ngon. Còn vú sữa tím Mika để bà con chúng ta nhìn đúng giống thì nó cũng dễ lắm. Nhưng quan trọng đây là Hoàng Anh muốn nói với bà con, để mua cây đúng giống cây vú sữa tím Mika, bà con chúng ta có thể ghé vào siêu thị cây giống Willow Farm để bà con tìm hiểu thêm. Và đúng cái vụ của nó thì ở đó quanh cũng có cái trái, giống như cô chú Tám hôm qua có ghé và quanh cũng có để trái để mời cô chú ăn. Vú sữa tím Mika bà con nhìn sơ sơ là nó y chang như những cái vú sữa tím khác vậy đó, nó không có khác gì nhiều đâu. Nhưng khi mà chúng ta ăn thì chúng ta mới thấy là nó khác thôi, nên bà con chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta đặt câu hỏi như vậy là đúng rồi đó. Rồi bà con chúng ta hãy tìm những cái nơi bán giống uy tín để mà chúng ta trao gửi niềm tin. Hồi năm 2022 có một cái đợt sóng là vú sữa tím Mika gọi là cây giống rất là chạy, và lúc đó mà ai mà làm việc với Willow Farm thường thường là Hoàng Anh sẽ có một cái lịch hẹn tầm khoảng 2 tháng, tầm khoảng 3 tháng. Tại vì cái nguồn cây đầu dòng của Willow Farm về cây vú sữa tím Mika không có nhiều nha bà con nha. Đâu ra mà nhiều dữ vậy. Mỗi tháng như vậy Hoàng Anh chỉ có thể cung cấp ra thị trường tầm khoảng 2.000 tới 3.000 nhánh vú sữa tím Mika thôi. Nên là nhiều quý bà con chúng ta đặt hàng sau thì phải có cái lịch để chờ Hoàng Anh. Cái vườn của vú sữa tím Mika nó đủ. Thứ nhất là nó cái vườn đó là phải đúng giống, là Hoàng Anh là chỉ lấy từ cái vườn đúng giống của mình thôi. Cái thứ hai là phải đợi cây vú sữa tím Mika nó cây ca giống nó thuần thục
thay chậu thuần thục ra rễ là Hoàng Anh mới giao. Nên là nhiều quý bà con hồi năm 2022 là cũng hơi buồn phiền Hoàng Anh, nói là sao con quảng bá cho vú sữa tím Mica mà lại không có cây giống con bán gì con. Thấy mấy chủ khác nó bán quá trời luôn. Cái quanh mới nói là cô ơi, cái cây đầu dòng của con mỗi một tháng như vậy năng suất tụi con chỉ có thể làm ra được tầm khoảng 2.000 tới 3.000 nhánh thôi. Nó còn phụ thuộc vào thời tiết, nhiều khi mưa nhiều quá rễ ra không có đạt, hoặc là mưa nhiều quá rồi hoặc là thợ xuống người ta thay cái bầu á là nó bị động bầu khi nó chết nữa, nên con không có thể nào mà cung cấp ra thị trường nhiều, và con cũng không thể nào lấy những cái loại vú sữa tím khác hoặc là lấy những loại vú sữa khác để con bù vào cho cô để con bán vú sữa tím Mica được. Nên là cô chú mà có mua hàng của bên con, cô chú thương tụi con, cô chú muốn là lấy hàng Mica đúng giống thì cô chú chờ giùm con nha, chứ là con không có thể nào cung cấp một loạt mà không đúng giống cho quý bà con được đâu. Nên là nhiều quý bà con trồng vú sữa tím Mica năm rồi thì cũng rất là buồn phiền vì Willow Farm không đủ giống để cung cấp nha bà con nha. Và nói rõ luôn sản lượng mỗi tháng của em có nhiêu đó đó, tại vì á là cây bên em không có thể nào lớn kịp và cũng không thể nào phát triển nhánh điệp kịp. Nó ngành làm giống nó không phải giống như là cái ngành công nghiệp là phải tăng ca cái là có thêm sản lượng, nó phải đợi cái sự lớn lên của cây mẹ nha bà con nha. Và cái cây đầu dòng của Willow Farm thì nó lớn như thế này nè đó, lớn rất là lớn như vậy, và trái kết quả trái là giống như tinh trai quanh ăn ăn nè, hoặc là giống như cái rổ kia, bà con thấy giống như cái rổ đó, Mica không đó bà con, tuyệt vời không? Dạ Hoàng Anh cũng lấy trực tiếp cái cây của mình đem đi làm giống, nhân giống, chứ không có lấy cây ở nơi khác, nên là bà con thấy là quanh cũng trồng cùng một loại với bà con thôi, không có cái gì khác nhau ở đây cả. Chỉ có là bà con được chăm sóc vườn của mình nhiều, còn quanh thì không có thời gian chăm sóc vườn mình nhiều thôi, tại vì đi suốt ngủ trên xe không á bà con, nên là thành ra là vườn của bà con sẽ tốt hơn vườn của Hoàng Anh nha. Nói như đùa như vậy thôi chứ thực sự ra khi mà quanh đi thì sẽ có những anh em kỹ thuật ở công ty, những có anh em quản lý ở vườn sẽ chăm sóc những cái vườn vú sữa cho Hoàng Anh, nên là bà con chúng ta cũng yên tâm là chúng ta sẽ có trái một lượt và chúng ta sẽ bán một lượt nha bà con nhé. Và kính chúc cho vườn vú sữa Mica tím của quý bà con nào đã trồng sẽ sớm cho trái, năng suất cao và bán được giá. Bà con nào đang tìm cây giống để trồng, tìm cây đúng giống và cây chất lượng để trồng thì bà con có thể liên hệ với Willow Farm thông qua số điện thoại hotline để trên màn hình, hoặc là liên hệ với những cái nơi bán cây giống uy tín, được đánh giá là uy tín để quý bà con chúng ta trao gửi niềm tin nha. Và ngoài ra nha, Willow Farm còn có thêm cái chương trình hỗ trợ của quý bà con chúng ta từ giai đoạn kiến thiết, tức là làm đất, cải tạo đất, xem đất, tới giai đoạn trồng và tới chăm sóc giai đoạn trưởng thành, cũng như là tới giai đoạn làm bông, làm trái, nuôi trái và giai đoạn sau đó nữa là phục hồi cây. Như cái cây này là Hoàng Anh sẽ làm một cái video chia sẻ quý bà con chúng ta cách phục hồi cây vú sữa tím Mica sau khi thu hoạch. Bà con nào mà đã có vú sữa tím Mica rồi và đang quan tâm thì có thể xem tiếp cái video tiếp theo của Hoàng Anh nhé bà con nhé. Cảm ơn quý bà con một lần nữa và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo nha. Quang rất biết ơn và hẹn gặp lại.